nay, Chủ nhật ngày 8 tháng 2 tại thành phố Fresno, anh chị em Hội Khuyến học Fresno Clovis đã tổ chức Hội Tết Ất Mùi để giúp quý đồng hương chúng ta tại vùng Central Valley, tiểu bang California cùng nhau đón xuân và chia sẻ một mùa xuân ấm áp ở xứ người. Rất đông quý đồng hương các nơi về tham dự. Chương trình Tết năm nay được tổ chức rất chu đáo. Mở đầu chương trình là phần chào cờ Việt Mỹ và phút mặc niệm để tưởng nhớ đến công ơn của quý cô, chú, quân, dân, cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã vị quốc vong thân để cho chúng ta và con cháu chúng ta có được ngày hôm nay tại hải ngoại. Chương trình bắt đầu lúc 4 giờ chiều và kết thúc lúc 10 giờ tối với rất nhiều tiết mục đặc sắc phong phú. Điều đặc biệt là hội Tết. Hôm nay, quý đồng hương chúng ta không phải bỏ tiền ra để mua vé vào cửa và điều đó đã làm cho tất cả những người tham dự đêm hôm nay rất cảm phục tinh thần dấn thân phục vụ cộng đồng của quý anh chị em trong Hội Khuyến học Fresno Clovis. Vũ Nhân kính mời quý vị chia sẻ tâm tình của anh Lê Quy, Hội trưởng Hội Khuyến học, trưởng ban tổ chức cùng quý đồng hương đã tham dự chương trình đêm hôm nay. Cho dù chúng ta đang sống ở đâu thì hình ảnh Tổ quốc hình cấp chữ S vẫn luôn tồn tại mà trong tim của mỗi chúng ta. Cho nên hàng năm Hội Khuyến học Fresno Clovis tổ chức hội chợ Tết tại thành phố Fresno nhằm mục đích cho đồng bào chúng ta có cơ hội đoàn tụ và cùng nhau vui xuân tại xứ người. Thấy Fresno năm nay thấy cộng đồng của người Việt cũng hưởng ứng này, cũng mừng cộng đồng người Việt ở Fresno và tất cả mọi người Việt Nam cho dù sống ở đâu, xa xứ, xa quê hương và nhớ về cội nguồn của chúng ta, đó là cái Tết hải ngoại, cái Tết yêu thương, Tết nhớ về cội nguồn dân tộc. Xin cảm ơn anh. Để biết vào the Vietnamese culture. Yeah, hôm nay Tết quá là vui, tụi em bắt đầu từ hồi sáng chuẩn bị và đến chiều nay thì bắt đầu hồi gần 5 giờ mà tới giờ này 9 giờ tối rồi mà chương trình cũng vẫn còn tiếp tục và không khí rất là vui, ai cũng hân hoan hết. Maybe 100 đồng. Oh, lấy hơn. Vũ Nhân tường trình cho đài truyền hình SBTN từ thành phố Fresno, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin hẹn lại quý vị trong lần phát hình kỳ tới.